Xin chào các bạn, sau khi mình nhập cái cột 500k một avatar thì mình đã trở thành như thế này đấy các bạn ơi. Từ lục nhĩ di hầu trở thành một thanh niên heo rừng đen chữ chũi, đội nón, bịt mặt. Đi bổ củi nhiều khác, đèn quá các bạn ơi. Đây, cho các bạn xem giao diện đi bổ củi phát nhá. Úi dồi ôi, trông kìa, ôi, ngáo thực sự các bạn ạ. Ôi ôi, đó đây là mình khi đánh đấu pháp các bạn nhá. Sau khi đạt đến cảnh giới tu vi này đi đánh nó hơi bị khủng khiếp luôn các bạn ạ. Ai mà dù bạn này là hơn được chiến của mình nhá, 3.100 vạn đúng không? Mục luận, xảy ra mình chỉ có 2.900 vạn nha các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn đây, cảnh giới tu vi của mình nhìn nó khác bọt lắm các bạn ơi. Này thì tuổi gì đó ăn mì. Thì đây, thực ra là mình đã nạp một cái gói trị giá 499.000. Ở trong này thì sẽ có thêm một cái chọn pháp bảo thần thoại này các bạn này. Đây, ở đây thì có heo rừng em quạ cóc con, hoặc là ở đây có heo giấu mặt này, đấy, và quạ không lông. Ôi dồi ôi, thì mình đã lựa chọn cái gói này bởi vì mình nhìn thấy cái em heo giấu mặt này là đẹp nhất. Để mà xem được những cái đấy thì các bạn chọn làm sao cho nó hợp lý. Để trong phần avatar này các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nha. Đây các bạn ơi, úi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhìn con này mới chán này các bạn này. Trời đất, sao mà trông nó đuổi thế nhở. Cóc con xấu, mình không thích. Đây này, ít nhất là em heo giấu mặt này nhìn có một chút gì đó gọi là ngầu lòi một tí các bạn nha. Đấy thì cũng giống với những sự kiện lần trước thì nó đã ra mấy tây hành lộ này, trục nguyệt này, bá nguyệt này, phi tuyết đấy đấy, mấy cái skin kiểu như vậy nha. Nhưng mà tất cả những cái skin này thì nó đều có cộng những cái thuộc tính nha. Đặc biệt là em heo giấu mặt này cũng cường hóa thuộc tính chiến đấu lên 1%, được cái chứ. Đối với các bạn bình thường mà không có chiếc cốt 500k một avatar đến từ nhà tài trợ Momo ấy, thì các bạn hoàn toàn là có thể đăng nhập vào đây và nhận free một cái skin heo rừng các bạn nhé. Trông cũng có vẻ là chất chơi người rơi đấy. Mà ôi ôi, vãi cả trưởng thật các bạn ạ. Từ khi mà có skin đấy phát, vận may của mình khủng khiếp thật. Mình vào đây ấn X1 một cái ra luôn một cái dương này. Ai, thế là mình chọn luôn em kỳ lân đây các bạn nhìn thấy này. Mình đã đạt được 1/3 cái dương này, hên không? Thế đây, thì mình lại lựa chọn em kỳ lân và nâng cấp nó lên 6 sao cho mũ bách select phết các bạn ạ. Các bạn thấy em heo giấu mặt của mình như thế nào? Để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nha.